1, 2, 3. Ồ, phòng đựng thức ăn. Cái này hợp với mình đấy. Wow, có rất nhiều thứ ở đây. Ôi, mẹ ơi, cái gì thế này? Nhìn sao? Ôi không, trời ạ, đừng nhìn mình. Ôi, thế còn cái này là cái gì vậy? Kết sắt sao? Nhưng mà có gì bên trong đấy nhở? Ồ, có chìa khóa này. Mình tin rằng đây là một dấu hiệu để mở ra và tìm hiểu thôi. Ôi trời ạ, cứu, ôi giúp mình với, mình bị tấn công. Nếu mà không ai trốn thì mình không phải trách được nhá. Britney, có vẻ như có ai đó trong ghế sofa rồi. Đó là Mia, bạn ấy tìm được rồi nhá. Các bạn, thế còn Julie đâu rồi? Hãy thử kiểm tra phòng thức ăn đi. Oh wow, mình không biết là có rất nhiều thứ thú vị trong phòng dựng thức ăn này đâu. Nhưng mà cái sắt này là gì vậy? Mình biết rồi. Britney, nhưng mà mình không muốn mở chúng ra đâu. Nhưng mà chìa khóa này. Ôi, mình không biết nó ở đâu đâu. Nhưng mà mình sẽ mở thử ra nhá. Wow, trời ạ, có kẹo này. Ngon thế. Ê, nhưng mà tại sao nó lại trong kết sắt vậy? Ôi, ngon quá đi mất. Mình mở một cái kết sắt khác đi. Lỡ đâu có cái gì ngon nữa thì sao? Mình hy vọng nó sẽ có. Để xem nào. Ôi, trời ạ, con rơi sao? Ôi, đuổi nó đi. Ôi, nó bay đi chưa? Đó không phải là sô-cô-la. Còn bạn, có một kết sắt khác ở đó đấy. Bạn sẽ mở nó ra chứ? Mình sẽ cố gắng. Nhưng nếu mà nó không có sô-cô-la thì mình sẽ rất khó chịu đấy. Ôi, đáng sợ quá. Ôi, cái gì vậy? Ê, các bạn ơi, các bạn ở đây rồi. Xin chúc mừng, bạn đã vượt qua thử thách rồi nhá. Ai bắt đầu trước đây? Britney sao? Ok đi thôi nào. Wow, đây là Coca. Mình muốn. Nhưng mà mình không mở nó ra được. Đây, để mình giúp cậu Britney. Mở một cái chai thôi gì. Ủa, dễ dàng. Britney, mình không nghĩ bạn nên uống tất cả cùng một lúc đâu. Thôi được rồi, mình đã cảnh cáo rồi đấy nha. Ôi, có vẻ như tôi muốn nói cái gì đó. Ôi, Britney. Trời ạ, đừng có làm như vậy chứ. Nào, ai sẽ là người tiếp theo? Mia đúng không? Hãy cùng khám phá xem kết sắt của bạn giấu những gì nhá. Ôi, đó là những quả chanh. Mình phải ăn cả cái núi chanh này sao? Ê, nhưng là mình có ý tưởng này. Có chanh chứ gì, làm nước chanh thôi. Mia, cậu thật là tuyệt vời. Không ngạc nhiên khi cậu đeo kính đâu đấy nhá. Không có gì tài về điều này đâu. Nó rất là đơn giản. Một quả chanh cộng với máy ép trái cây và bạn đã là hoàn thành rồi. Điều này phải làm với tất cả các quả chanh. Mia, hình như cậu nên cẩn thận với vỏ chanh đấy. Các bạn gái có kết thận rất là kỳ cục. Ôi, xin lỗi nhá. Nhưng mà mình đã uống hết cốc nước chanh của mình rồi. Hãy cố gắng thôi. Ôi, chua quá nhưng mà mình có thể uống được. Ôi không, mình không. Mia ơi, cậu làm các bạn bẩn hết rồi kìa. Ừ, Julie, bây giờ chúng mình đợi kết sắt của cậu đấy. Mình hy vọng mình có một cái gì đó tốt. Cái này là cái gì? Đám mây sao? Mình có thể chạm vào nó được không? Thôi được rồi, mình không muốn bị đánh miệng sắt ta đâu. Ôi, xem nào. Oh wow, đây là mưa kẹo. Trời à, bao nhiêu là kẹo này. Wow, tuyệt. Mình không chia sẻ với các bạn đâu. Mình có đám mây, có nghĩa tất cả đồ ngọt là của mình. Julie, bạn có chắc là bạn có thể ăn hết tất cả những viên kẹo này không? Nhưng mà tại sao mình lại nghi ngờ bạn? Đó là chế độ ăn kem thông thường của bạn mà. Mình muốn ăn thêm kẹo cơ. Nào, trời ạ, đám mây có thể cho mình thêm được không? Không sao, buồn thế. Ôi, trời ạ, lần cuối mình chạm vào, nó rơi kẹo ra mà. Ô, nó hoạt động rồi. Bao nhiêu là kẹo này? Ôi, Julie đã xin rất là nhiều kẹo. Các bạn ăn đi. Nào, ai sẽ bắt đầu? Julie, Mia, Britney, nào cố lên. Ôi, có gì đều đời đây? Ô, đó là chiếc điện thoại mới. Mình phải chụp rất là nhiều ảnh đây. Julie, đừng làm hỏng hình ảnh của mình. Ôi, mình đẹp làm sao? Điều này chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều lượt thích. Ok, bây giờ mình sẽ mở kết sắt của mình.
Ô, cái này là cái gì đấy? Búp bê sao? Ôi, mình đã không chơi búp bê trong một thời gian dài lắm rồi. Nhưng mình có thể nhớ ra, chúng trông thật đáng sợ. Mia, thì di chuyển chúng đi, có lẽ là phép thuật. Ê, có chuyện gì với mình vậy? Okay. Wow, chúng thực sự kỳ diệu này. Mình có thể kiểm soát các bạn gái. Ê, Julie, mình có ý tưởng này. Và có muốn có niềm vui không? Nào, bây giờ Britney sẽ giơ tay lên. Ê, bỏ tay ra. Trời ơi, cậu đang làm gì vậy? Ôi, cậu thích búp bê mà đúng không? Ôi trời ạ, mình không nhấc được điện thoại. Ôi, nó rơi rồi. Bây giờ lại còn vỡ hết cả màn hình. Thôi đừng khóc nhớ. Ai sẽ là người tiếp theo? Julie sao? Hãy xem trong kết sắt của cậu ấy có gì nhớ. Ôi, mùi kinh thế nhở. Ôi trời ạ, cả củ hành sao? Mình không ăn nó đâu. Julie xin lỗi nhá, nhưng mà cậu phải ăn nó thôi. Không, mình không ăn đâu. Nó sẽ không công bằng cho tất cả mọi người. Mình kệ. À, không muốn chứ gì. Vậy thì để mình giúp bà ăn. Này, chúc ngon miệng nhá. Ôi trời ạ. Ôi, cái này hay thật đấy. Nào, ăn đi. Tớ không nghĩ là cậu lại thích ăn hành như vậy đâu. Ôi, có lẽ ăn thêm một quả nữa nhá. Ôi, Mia đừng làm như vậy nữa. Ôi, cậu đang nghĩ về cái gì đó. Các bạn đừng sợ. Ha, Mia, hay thật đấy, tuyệt vời. Julia Britney đang di chuyển thật hay. Ồ, Mia đã chơi quá là nhiều. Cậu không sao chứ? Ơ, trời à. Ôi, bây giờ cậu sẽ ăn đòn đây. Oops. Các bạn ơi, mình có thể là người đầu tiên được không? Okay. Chúc mừng, cảm ơn. Điều gì đang chờ mình trong kết sắt đây? Eo ơi, đây là thức ăn cho trẻ em sao? Mình không muốn ăn nó đâu. Mình không phải là đứa trẻ. Thôi, Mia, cậu vẫn phải ăn cái này thôi. Nào, lấy một thìa thử đi. Ôi, cậu không mở được sao? Julie, đó, bạn giúp cậu rồi đấy. Đấy, nào, nhanh lên. Ngay cả một đứa trẻ có thể xử lý được. Ăn đi nào, bạn có thể làm được. Đấy, được rồi. Đấy, thấy chưa? Ôi, Mia, trời ạ, có mỗi thế mà cô không làm được. Julie, bạn có thể làm được. Ồ, mình thấy có một cái gì đó hay. Wow, mình đúng rồi. Đây là Twix. Ồ, tuyệt vời quá. Các bạn ơi, trời ạ, các bạn đừng có nhìn vào mình. Mình sẽ ăn tất cả mọi thứ một mình. Julie, chúng mình hiểu rằng bạn sẽ không cho đồ ngọt cho bất cứ ai đâu. Cứ thưởng thức đi. Julie, cậu ăn nhiều Twix quá nhanh như vậy. Ừ, bởi vì mình có thể ăn rất nhiều Twix hơn nữa. Bây giờ đến lượt cậu. Bây giờ có cái gì thế này? Một bình sữa cho bé sao? Với sữa sao? Thôi thì cố ăn lên nào. Britney, cậu thật là dễ thương với cái bình đó. Bình sữa như thế nào? Ôi, chuyện gì vậy? Britney, cậu đang mất tích dần. Ờ, các bạn ơi, đừng hoảng sợ. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định mọi thứ. Britney là một đứa trẻ sao? Cậu ấy đang khóc sao? Cậu ấy còn được ăn ủi không? Mình thậm chí không có em gái, em trai. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trời ạ, cái này không được. À, mình phải nghĩ ra được cái gì. Mình nghĩ ra rồi. Đấy, bây giờ em bé ăn cái này thì rất là thích đây. Ăn đi nào. Ôi, cậu ấy thích rồi này. May quá. Wow, Britney trở lại rồi này. Hoan hô, Britney đã trở lại rồi. Thật tốt khi mọi thứ đã kết thúc thật là tốt đẹp.